mỗi quốc gia, mỗi châu lục đều có văn hóa ẩm thực khác nhau. Vậy nên không khó hiểu khi một số người phương Tây không ăn được những món ăn đặc trưng của Á Đông. Thế nhưng không ăn được khác hoàn toàn với việc xúc phạm, chế giễu văn hóa và lòng tự tôn của người khác. Mới đây, MC James Corden đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội khi kỳ thị ẩm thực của người châu Á. Đến nỗi ngôi sao mạng xã hội Kim Sara khởi xướng chiến dịch hơn 10.000 người ký vào đơn yêu cầu James Corden bỏ tiết mục Spill Your Guts khỏi talk show của anh. Cụ thể, trong tiết mục, MC yêu cầu khách mời trả lời các câu hỏi riêng tư hoặc thử một món ăn kinh tởm. Trong một lần, nam MC đình đám thế giới gọi các loại thức ăn như trứng vịt lộn, chân gà là kinh tởm. Kim Sara cho biết, trong show, Corden giới thiệu với khách mời những món ăn anh cho là kinh khủng hoặc khủng khiếp. Đó là những món tôi đã ăn bất cứ khi nào đến Philippines cùng bà và anh em họ. Vì vậy, tình cảm tôi đặt vào các món ăn này rất lớn. Tôi cho rằng cách James mô tả chúng như vậy là thô thiển. Ngoài ra, cô cũng nhận định hành vi của Corden là phân biệt chủng tộc. Những lời tố cáo này của Sara ngay lập tức trở thành tâm điểm trên các trang mạng xã hội. Sau khi video phản đối Corden của Sara được đăng tải trên TikTok, theo ngôi sao mạng xã hội, cô bắt đầu nhận được những tin nhắn từ dân mạng có đồng quan điểm và muốn làm điều gì đó. Cuối cùng, Sara quyết định tạo ra bản kiến nghị. Khi xem lại đoạn clip với tiết mục trò chơi Spill Your Guts có hình ảnh trứng vịt lộn trong show của James Corden, thì thấy nam MC này từng tung hứng với một nhân vật khá thật. Và họ gọi món trứng vịt lộn là kinh tởm, đúng như những gì Sara bộc bạch. Trong bối cảnh những vụ bạo lực nhắm đến người Mỹ gốc Á ngày càng tăng cao, hành động của James Corden không chỉ vô cùng phản cảm và thiếu tế nhị về mặt văn hóa, mà còn góp phần gia tăng phân biệt chủng tộc. Khán giả cho biết họ muốn MC nổi tiếng bỏ đi phần chơi Spill Your Guts hoặc sửa đổi nó theo cách không gây khó chịu. Ngoài ra, James Corden còn được yêu cầu đưa ra lời xin lỗi chính thức trong chương trình của mình, cũng như quyên góp để hỗ trợ các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ do người châu Á sở hữu. Một số người bình luận trên Twitter: chứng kiến món ăn truyền thống của dân tộc mình bị đùa cợt khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không ủng hộ việc kiếm lượt xem truyền hình bằng cách chế giễu văn hóa. Hãy nghĩ những trò đùa vui vẻ hơn. James Corden cố thể hiện rằng anh ta không phân biệt chủng tộc, nhưng rồi lại dùng thức ăn để đùa cợt những người gốc châu Á. Tôi không hề cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến món ăn truyền thống của quê hương mình bị đem ra chế nhạo. Người châu Á chỉ có giá trị khi họ có thể lợi dụng được, đúng không? Hãy sáng tạo hơn, đừng dùng những chiêu trò cũ rích để câu view nữa. Không chỉ có lần này, tiết mục Spill Your Guts từng có sự tham gia của các ngôi sao Hollywood như Kendall Jenner, Justin Bieber, Harry Styles, Jimmy Kimmel hay Demi Moore. Trong nhiều năm qua, cũng ghi nhận khán giả thường xuyên phàn nàn việc chế giễu ẩm thực châu Á để gây cười. James Corden sinh năm 1978, là danh hài kim MC người Anh. Tại Mỹ, anh được biết đến với chương trình Late Night Show phát sóng trên kênh CBS từ năm 2014 đến nay với sự tham gia của nhiều ngôi sao. Chương trình thu hút hàng trăm triệu khán giả trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Với tài năng của mình, James Corden được vinh dự đảm nhận vị trí dẫn chương trình cho lễ trao giải Grammy lần thứ 59. The Late Late Show with James Corden từng nhận 4 đề cử Primetime Emmy nhưng vướng nhiều lùm xùm không đáng có. Dù nổi tiếng như vậy, nhưng James Corden cũng vướng phải không ít tai tiếng trong suốt sự nghiệp của mình.